Chào các bạn, ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu thế nào là lập trình và ngôn ngữ Java là gì. Thì như các bạn đã biết thì khi mà các bạn muốn truyền tải một cái thông điệp lãng mạn đến với group của các bạn thì các bạn sẽ gửi một cái tin nhắn cho máy tính, gửi một tin nhắn cho máy tính và máy tính sẽ gửi lại cái thông điệp đấy cho group của các bạn. Và không thể và tương tự như vậy thì group của các bạn cũng sẽ gửi lại một cái tin nhắn mang cái thông điệp đầy ý nghĩa cho máy tính và máy tính sẽ đáp thẳng vào mặt bạn. Đó. Thì lập trình ở đây là gì? Thì nó sẽ chính là cái việc mà các bạn làm thế nào để cho cái máy tính, nó bạn làm nào cho cái máy tính nó hiểu được cái những cái tình cảm chất chứa mà bạn muốn gửi cho cloud và cũng và những cái câu trả lời mang đầy tính chất yêu thương của cloud cho máy tính, cho dành cho các bạn để cho máy tính nó hiểu và nó thực hiện. Còn ngôn ngữ lập trình ấy, thì có nghĩa là bình thường thì các bạn sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt đúng không? Thì ngôn ngữ lập trình đây ấy, nó sẽ sử dụng một ngôn ngữ máy đấy, nó chính là ngôn ngữ của chúng nó đấy. Nhưng mà ví dụ như kiểu ở đây là nói là anh yêu em à, như khi bạn nói anh yêu em cho máy tính ấy, thì máy tính sẽ không hiểu cái gì cả đấy. Thì ngôn ngữ lập trình nó sẽ giúp cho máy tính hiểu được cái anh yêu em đây nghĩa là gì. Đó, thì ở cái series này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là học lập trình bằng ngôn ngữ Java. Đó, thì mình sẽ vào bài luôn nhé. Thì ở lần này mình sẽ sử dụng một cái tool mở rộng một cái IDE của thằng Java, nó chính là thằng NetBeans. Đấy. Thì sử dụng thì giới thiệu qua các bạn một chút thì để tạo được mới một cái project, một cái chương trình ở trong Java ấy, thì các bạn đầu tiên các bạn mở NetBeans lên nhá. Cái phần cài cắm thì thôi mình xin phép mình sẽ không trình bày ở đây. Đấy. Thì đầu tiên các bạn kích vào file, chọn new project cho mình. Đó, sau đó các bạn chọn Java và chọn vào mục Java application cái chỗ project này. Đó. Sau đó các bạn nhấn next. Rồi sau đó đến phần này là cái phần đặt tên thôi. Ví dụ như mình sẽ đặt tên cả này là Hello World. Hello. Chữ O kéo dài. Đấy, hello thôi. Đấy. Rồi thì khi mà các bạn tạo ra một cái project thì ở bên bên cái phần bên trái của các bạn này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần để nó quản lý các cái project và các cái file. Đấy. Thì nó sẽ sổ xuống cho các bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái file. Đây nó chính là một cái file có cái đuôi .java. Đấy, có cái đuôi .java. Các bạn kích vào thì sẽ ra thì ở bên trên màn bên này. Ở bên 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 này nó sẽ ra được cho các bạn là một cái chương trình. Nó chính là một cái file. Nó là file này là các bạn để viết code vào trong này để cho chạy để máy tính hiểu. Đó. Thì để chạy thì có rất nhiều cách để chạy. Các bạn có thể khi mà các bạn tạo lên xong rồi, các bạn kích chuột phải này, chọn run file, đó, nhấn. Thì lúc thì các bạn chú ý xuống dưới này thì các bạn sẽ thấy nó đang run. Đó. Và đây là kết quả của mình. Đấy, nó không có gì cả. Tiếp theo đấy nhá. Đây mình xin phép mình dùng cái NetBeans này bởi vì nó khá là tiện, bởi vì khi mà mình nhấn trên này, đấy. Khi mình nhấn này mình có thể kéo thả các tab. Cái vùng cam mà các bạn nhìn thấy chính là cái vùng mà nó sẽ hiển thị ấy. Đấy. Đấy, ví dụ như này. Mình sẽ kéo sang bên này đi. Đây mình kéo bên này trước, đây như này. Sau đấy mình sẽ kéo sang bên cho nó thành một cái tab mới. Đó. Đấy thì như này thì lúc khi mà các bạn code bên này ấy, thì kết quả sẽ chạy ra được hiển thị ở đây. Rồi ok. Thì đó là về chương trình. Thì không biết thì nói nếu như để nói về Java ấy, nếu như để nói về Java thì Java nó chính là một cái ngôn ngữ được Sun Microsystems nó phát hành vào năm 1995, nó chính là năm sinh của mình. Đấy. Thì hồi đấy thì ngôn ngữ hồi đấy thì Java khá là ưa dụng bởi vì là nó là cái ngôn ngữ không phải bởi vì nó là cái ngôn ngữ mà viết một lần và chạy lên đường nhiều nền tảng khác nhau. Nó tính đến bây giờ, tính đến thời điểm hiện tại nhá, là nó được tính được hơn 20 năm rồi ấy, và nó vẫn rất rất
phổ biến, rất chi là phổ biến luôn. Nó có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau nhá. Đấy. Thì bởi vì nó mạnh quá mà nên là dẫn đến là không có ngôn ngữ nào lập trình, không có ngôn ngữ nào dám lay đổ cái ngai vàng của nó. Đấy. Hiện nên là hiện tại chưa có ngôn ngữ thay thế nhá, chỉ là đấy là hiện tại nhá, chứ còn tương lai thì không biết được. Đấy. Ở buổi sau mình sẽ hướng dẫn các bạn học tiếp về Java. Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học trình vui vẻ.